hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái vấn đề mà mình lấy cái con ốc ra nha anh em. Đây, cái thằng đệ của mình nó nhận tung đầu luôn. Mấy cái cây cùi cùi này anh em, mấy cái cây cùi cùi thế này nó nhận tung đầu luôn rồi. Giờ nó không có cây nào mà chọt được. Bây giờ mình nhân tiện đây mình sẽ hướng dẫn anh em là mình sẽ dùng mối hàng tích mình lấy nó ra. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nó ra cho anh em ăn. Rồi mình sẽ đem ra một hàng mình sẽ chia sẻ cho anh em coi nha. Chứ cái này mà không tích thì không còn cách nào lấy ra đâu anh em ạ. Nha. Rồi, mình đã lấy nó ra được rồi anh em. Bây giờ mình sẽ đem ra mình tích cho anh em coi nha. Mở banh nó ra này, lấy nó ra này. Để em đem mình tích cho anh em coi. Mình tích cái này muốn dùng cái hàng tích cái này là anh em phải có một cái lục giác nha anh em nha. Kiểu như là mình thí cái lục giác luôn á. Thí lục giác này mình hàng cái luôn. Mình hàng cái lục giác này mình thí nó cho nó chết luôn rồi mình mở ra là coi như cây này bỏ cái đầu này luôn anh em. Rồi giờ mình đem ra mình hàng cho anh em coi nha. Này lấy cũng khó khăn anh em ạ. Tung đầu. Đây, bây giờ mình sẽ hàng cho anh em coi. Tích nè nè. Rồi. Rồi mở ra nè. Nó vô rồi nha anh em nha. Còn đây ông gắn nó vô rồi. Cách lắp bánh xe máy chùa hay kia nha nè.
gắn vô nè. Nó dài quá. Gắn nó vô. Giờ gắn nó vô nè. Có 2 chiều anh em ơi. Có đúng chiều nó vô nhanh lắm. Đúng chiều nó hơi cực chút. Đây mình đang lựa cái chiều của nó đây. Nó có 2 cái ngàm dưới anh em. Cái chọt 2 ngàm nó lại vô. Chui hai cái lỗ đây nè. Vô anh em nha. Bây giờ trước cái chỉnh này là mình phải chỉnh nhỏ lại nha anh em nha. Chỉnh nhỏ lại. Chỉnh nhỏ lại, mình phải biết được. Thử anh em, kim đi lên nè. Mà móc bay lại móc. Rồi bây giờ tao thử nha. Đó, hai ổ này nó chạy đều với nhau đúng không anh em? Hai ổ này nó chạy đều với nhau anh em thấy không? Chứ cá chạy hướng này, cá chạy mỏ bên này là sai nè anh em. Rồi giờ là chính xác nha anh em. Rồi. Giờ mình gắn nó vô nữa không? Đó là mình đã hướng dẫn cho anh em cách gắn bánh xe với gắn cho ổ trao. Gắn này nữa là ráp cái nữa là xong anh em, thì nó quay nhiều quá, thời gian quá nhiều nè, thì sự máy may thời gian gắn nhiều lắm anh em, chi tiết vậy thôi. Xíu này lại giờ xong mấy chi tiết này xong có được gắn như xong nè, chọn cái này vô em bên nhìn lên làm gì vậy? Làm cái phần đây nè, đây cái cây này rồi bỏ một viên cho em. Bỏ một viên cho anh. Rồi gắn bánh xe xong rồi đó.